quy trình chuyển đổi bảo hiểm xã hội khi chuyển cơ quan. Về phía cơ quan quản lý lao động, cần báo giảm lao động và xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện. Để báo giảm lao động, cơ quan quản lý lao động cần nộp một bản danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu D02TS. Có thể nộp hồ sơ qua mạng nếu không đính kèm thẻ bảo hiểm y tế còn hạn, qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tùy quận huyện tại cơ quan bảo hiểm xã hội mà công ty đặt trụ sở chính. Thời gian giải quyết hồ sơ là 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Bước 2. Xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện. Cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ phương án báo giảm, dừng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện để xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện vào sổ bảo hiểm xã hội. Thời gian xác nhận sổ bảo hiểm xã hội là không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Về phía người lao động, để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty mới thì người lao động cần cung cấp mã số bảo hiểm xã hội cho đơn vị mới. Để tìm mã số của mình, người lao động có thể xem trực tiếp trên sổ bảo hiểm xã hội, tra mã số bảo hiểm xã hội tại địa chỉ bảohiemxahoi.gov.vn hoặc liên hệ với bưu điện gần nhất nơi đóng trụ sở hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội. Hiện nay, người lao động được tự giữ sổ bảo hiểm xã hội của mình nên bạn không cần nộp sổ cho công ty. Tuy nhiên, bạn cần cho công ty mới số sổ bảo hiểm xã hội, chính là mã số bảo hiểm xã hội, để tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội theo mã số đó.